cũng em hơi ngọt. Nhưng mà lộ mặt con em mà nhìn bé tư mặt không phải lộ à. Hai đứa tao mập thôi ăn có hết của ông nhà bà nhà mày hay sao mà mày chửi hoài vậy hả? Con kia mày lâu rồi mày hát hoài vậy hả? Đâu có, tụi em đang tâm sự, em đâu chửi chị đâu, tại vì nó nói em mập. Mà đặc biệt hôm nay nữa, hai đứa con rất hổn. Cô năm nay cô 75 tuổi rồi mà dám nói cô mập. Cô cái tướng cô là tại vì cô đẻ nhiều cô xề thôi. Cô đẻ mấy con rồi? Cô 7 đứa con rồi, đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa? Ủa? Vậy sao cô đẻ 7 đứa mà cô mập vậy? Sao bà này nết có 3 đứa mà cô mập vậy? Ai là 3 đứa? Đây bà Lộ. Ủa 2 đứa mà à. Con nuôi. Hai đứa
tao mập rồi ăn có hết của ông nhà bà nhà mày hay sao mà mày chửi hoài vậy hả con kia mày lâu kia mày hát hoài vậy hả đâu có tụi em đang tâm sự em đâu chửi chị đâu mày nó nói em mập mà đặc biệt hôm nay nữa hai đứa con rất hổn cô năm nay cô 75 tuổi rồi mà dám nói cô mập cô cái tướng cô là tại vì cô đẻ nhiều cô xề thôi cô đẻ mấy cô, con rồi cô 7 đứa con rồi nó đếm đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ủa ủa vậy sao cô đẻ 7 đứa mà cô mập vậy sao bà này nói có 3 đứa mà cô mập vậy ai là 3 đứa đây bà lộ ủa 2 đứa mà con nuôi thôi bỏ quạo rồi thôi bỏ quạo hát đi bỏ quạo hát cái khác liệm luôn bỏ nó vô hòm liệm luôn hát cái khác nghe chưa tôi cam kết sẽ chị hỏi 100% sau khi chị quý vị sẽ không còn xương chị với má à. Tự nhiên mày đi chị thốt trên tay rồi thôi tao không còn xương bà nội thì tao biết làm gì tao làm đó thôi vậy hả mà tới bẻ xương khớp tao bẻ ra tao tưởng tao xí quách tao nấu cái kẹo tao vậy hả ê chúng ta phát hiện cái clip đó là mày cái mày trển đúng không tao chứ ai trời đất ơi chưa đâu còn nhiều cái clip lắm nhiều lắm hả ủa ai gì đó cười lớn ra cô anh cười lớn quá nó già Pikachu anh cười cô được 75 tuổi cô bị liệu nữa con bỏ bậy cô nhảy bậy vậy mà bỏ là cô nhảy đó cô bị lợi quá đó nghe không ai được nghe sớm gì đó còn cái clip nữa sợ thật sợ mập để lại số điện thoại tôi chỉ cách chữa ê nói nghe nè hả mày bẻ mày chỉ xương khớp hay mày là mày chéo chìm giò chéo quẩy vậy tao bị chỉ xương khớp đó hiểu không vấn đề là đó đập cái luôn á tao bị liệu hay bẻ xương có nhạc lên là đập bẻ hay vậy hả ta... ê vậy mày vô đây chỉ mày đứng đây mày bẻ này giùm tao đâu nhạc lên bẻ giùm tao đứng ok rồi rồi tôi hai ba nhạc xương ừ đó sao vậy bẻ này là đá chén cơm tao mày ơi à cũng biết sợ ha để mấy rồi để đi làm đi chứ Lim
mẹ của tôi thiệt là dũng cảm. Phục vụ luôn cho bà con cô bác mình không chờ đợi lâu mà hàm lòng thể nhà xin mời anh Quyết Linh sân khấu dùm cho em nha. Rồi, dạ. Kính thưa quý vị, con số 8 là con số may mắn như bây giờ. Xin mời nhà số 8 thì kêu quan. Có 1, 13, có 2, 23, có 3, 55, có đủ 6218 đúng trong lời và một chủ nhân may mắn và cầm bể giùm em. Còn ai nữa mà em xin chờ đợi ạ. À. Dạ còn ai có gì giơ tay kia chị kia bên kia. Rồi lên đây luôn ạ. À. Trời, chúc mừng chào rung dữ vậy. Nhà số 8 có 1, 23, có vị chủ nhân vừa đạt giải.